Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Trương Ngọc Khoa, chuyên viên kỹ thuật phòng siêu sinh viên công ty Pistech Việt Nam. Rất vui vì đã được quay trở lại để tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn những sản phẩm kỹ thuật mà công ty Pistech đang nhập khẩu và phân phối. Trong một video trước, tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn tổng quan về dòng sản phẩm bộ xử lý nước tưới Active Flow, hay còn gọi là thiết bị làm mềm nước cứng hoặc nước nhiễm canxi magie của hãng Vita Anh Quốc. Với những thông số kỹ thuật vượt trội cùng sự hiệu quả trong việc xử lý nước cứng, hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn một dòng sản phẩm đặc biệt nhất trong dòng sản phẩm bộ xử lý nước cứng Active Flow của hãng Vita Anh Quốc. Đó là dòng sản phẩm Active Flow Pro, một sản phẩm với công nghệ cao chuyên xử lý các vấn đề nước cứng trong công nghiệp như nồi hơi, lò hơi, chiller, tháp giải nhiệt và các ứng dụng thương mại cho các tòa nhà, khách sạn, resort, bể bơi và có thể sử dụng để tưới cây trong nông nghiệp, sử dụng cho các trang trại, v.v. tại châu Âu và một số nước trên thế giới. Tại Việt Nam, Pistech đã tư vấn và cung cấp rất nhiều những dòng sản phẩm này cho nhiều dự án xây dựng nhà máy, chung cư cao tầng, khách sạn, resort, các trang trại lớn trên toàn quốc, những nơi mà có tỷ lệ vôi hóa do nước cứng cao và đã nhận được những đánh giá rất tích cực từ phía khách hàng về hiệu quả tối ưu của dòng sản phẩm này đem lại trong việc xử lý nước cứng. Trước mắt quý vị và các bạn đang là một số những sản phẩm bộ xử lý nước cứng Active Flow Pro như tôi đã vừa nói ở trên. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về dòng sản phẩm này để thấy được vì sao sản phẩm này là một sản phẩm hoàn hảo cho việc xử lý nước cứng nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, trước mắt quý vị và các bạn đang là một số những sản phẩm thuộc loại bộ xử lý nước cứng Active Flow Pro. Với loại Active Flow Pro, nó được chia ra làm hai phần riêng biệt, đó là phần buồng xúc tác và bộ điều chỉnh công suất. Về phần buồng xúc tác, nó được chế tạo với phần thân bên ngoài được làm bằng inox 316 chất lượng cao. Tại vị trí hai đầu bóng cao su này là hai vị trí để lắp hai dây điện cực xuất từ bộ điều chỉnh công suất và buồng xúc tác. Phần bên trong buồng xúc tác, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy qua phần mặt cắt này. Nó được tích vào một cuộn xoắn khuếch đại hỗn loạn dòng chảy được làm từ hợp kim xúc tác từ trường, được cấp bằng sáng chế của hãng Vita Anh Quốc. Đây là công nghệ điện phân, công nghệ tối ưu nhất để xử lý nước cứng. Khi nước chảy qua buồng xúc tác này, độ dẫn tự nhiên của nước làm cho các kim loại trong hợp kim xúc tác phản ứng với nhau, tạo ra điện trường trên bề mặt hợp kim. Điện trường này làm cho các ion canxi và bicarbonate kết tủa từ nước, tạo thành một chất không hòa tan, tinh thể canxi carbonate siêu nhỏ, gọi là aragonite. Bề mặt nhẵn của tinh thể aragonite này không thể bám dính vào các bề mặt giống như vôi và bay hơi trên các bề mặt như vòi hoa sen. Các cặn aragonite bị bám lại sau khi hơi nước bị bay hơi hết, dễ dàng để loại bỏ mà không cần đến hóa chất hoặc các giải pháp làm sạch khác. Về bộ điều chỉnh công suất, bộ điều chỉnh công suất này sử dụng nguồn cấp là nguồn xoay chiều 230V và chuyển đổi nó thành nguồn 3,3V. Nguồn sau khi chuyển đổi được phân phối trên thiết bị Active Flow Pro bằng cách kết nối vào điểm kết nối định sẵn trên thân thiết bị. Tác dụng của việc này sẽ cung cấp một điện áp bổ sung cho cuộn xoắn ở bên trong để tăng khả năng tương tác điện trường, giúp cho thiết bị hoạt động ổn định và có được việc xử lý nước cứng hiệu quả cao
khi có một khối lượng nước lớn được truyền qua trong một thời gian ngắn. Lượng nước đi qua hệ thống lớn nên bộ điều tiết này giúp tương tác xung điện từ trường vào để giúp quá trình điện phân được hiệu quả tối đa. Bộ điều chỉnh công suất này cũng có thể kết nối với BMS để hiển thị trạng thái. Nó cũng được tích hợp sẵn một đèn LED để chỉ báo trạng thái ngay tại vị trí lắp đặt. Sản phẩm bộ xử lý nước cứng Active Flow Pro được thiết kế với các dải kích thước rất rộng, từ điện 15 đến điện 250. Với các kích thước từ điện 15 đến điện 50, nó được chế tạo để kết nối với đường ống bằng kết nối dây ngoài với tiêu chuẩn BSP. Với các kích thước từ điện 65 đến điện 250, Active Flow Pro được kết nối với đường ống với kết nối bằng mặt mic. Kính thưa quý vị và các bạn, sản phẩm Active Flow Pro thực sự là một giải pháp hoàn hảo cho các vấn đề về nước cứng trong công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và các ứng dụng sử dụng nguyên chất là nước. Trong công nghiệp, thiết bị Active Flow Pro sử dụng đặc biệt hiệu quả tại lò hơi, nồi hơi, hệ thống tháp giải nhiệt chiller, hệ thống nước cấp chiller để chuyên xử lý các vấn đề về cáu cặn gây ra các hiện tượng ăn mòn đường ống, máy móc, gây ra tổn thất năng lượng tiêu thụ do quá trình vận hành của hệ thống nồi hơi và công nghiệp nói chung. Active Flow Pro được đề xuất có thể lắp đặt tại bất kỳ nhà máy, xí nghiệp nào, nơi mà có các vấn đề về nước cứng cần được giải quyết. Trong ứng dụng nông nghiệp, thiết bị xử lý nước cứng Active Flow Pro giúp cho việc tưới cây được hiệu quả, giúp cây trồng phát triển tốt hơn, có năng suất cao hơn, do cây có thể hấp thụ được chất dinh dưỡng nhiều hơn, do bộ rễ không bị co lại bởi các vấn đề về nước cứng. Thiết bị Active Flow Pro cũng góp phần làm giảm bớt độ mặn của đất, giúp cho cây cối sinh trưởng và phát triển được tốt hơn. Sản phẩm bộ xử lý nước cứng Active Flow Pro được sản xuất bởi hãng Inta Anh Quốc, giúp cho hệ thống và các thiết bị sử dụng được một cách hiệu quả mà không cần lo đến các vấn đề về nước cứng. Không cần sử dụng bất kỳ loại muối hoặc hóa chất nào để làm mềm nước, thế nên có thể tối ưu được việc bảo vệ hệ thống, không mất thêm bất kỳ các chi phí để bảo trì bảo dưỡng cho hệ thống. Không cần bảo trì bảo dưỡng, tuổi thọ sản phẩm cao, qua đó giúp giảm được chi phí tối đa cho việc bảo trì bảo dưỡng cho hệ thống, cũng như chi phí cho việc thay thế các thiết bị hỏng hóc do hiện tượng nước cứng gây ra. Sản phẩm Active Flow Pro nói riêng và những dòng sản phẩm bộ xử lý nước cứng Active Flow nói chung không phải là thiết bị lọc nước cứng. Nó là thiết bị điều hòa nước, xử lý các vấn đề về nước cứng, nước nhiễm đá vôi, canxi, magie. Do vậy, thiết bị này không cần cho bất kỳ một hóa chất nào vào trong hệ thống để làm thay đổi trạng thái nước từ cứng sang mềm. Do vậy sẽ không làm mất đi bất kỳ hóa chất có lợi nào của nước, mà chỉ tác động ở dạng tương tác vật lý vào các nguyên tố canxi và magie có trong nước để làm mềm nước. Do vậy, dòng sản phẩm này rất tốt và sử dụng cực kỳ hiệu quả tại môi trường nước trong các ứng dụng như tôi đã vừa nói ở trên. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách lắp đặt sản phẩm này vào hệ thống đường ống. Đầu tiên, chúng ta tiến hành lắp phần thân này vào hệ thống. Chúng ta lắp đặt sao cho hướng của dòng chảy trùng với hướng mũi tên trên thân thiết bị. Tiếp theo, chúng ta tiến hành kết nối bộ điều chỉnh công suất này vào buồng xúc tác như sau. Chúng ta bỏ lớp bọc cao su tại hai đầu kết nối. Sau đó, chúng ta lần lượt kết nối hai đầu dây này của bộ điều chỉnh công suất vào hai điểm đó.
xong, chúng ta đậy lại hai nắp cao su vào hai vị trí nối. Sau đó, chúng ta tiến hành kết nối bộ điều chỉnh công suất này về BMS. Qua đầu chờ đặt tại đây. Như vậy, chúng ta đã kết nối xong bộ xử lý điện cứng Active Flow vào hệ thống. Ta tiến hành cấp điện vào bộ điều chỉnh công suất. Khi hai đầu dây vẫn được kết nối tại hai điểm của bộ xúc tác, thì đèn LED ở đây vẫn sẽ sáng lên. Nếu có sự cố xảy ra làm ướt một trong hai dây kết nối, thì đèn LED sẽ tự động bị tắt đi. Quý vị và các bạn có thể thấy hình ảnh tôi đang test thực tế để có thể thấy điều này. Có một lưu ý cuối cùng mà tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn về dòng sản phẩm bộ xử lý nước cứng Active Flow Pro này và tất cả những dòng bộ xử lý nước cứng Active Flow khác của hãng Ita Anh Quốc. Đó là khi vận hành, chúng ta nên để bơm đúng lưu lượng nước nằm trong giải lưu lượng nước của thiết bị Active Flow thì thiết bị sẽ hoạt động với hiệu quả tối ưu nhất. Ví dụ như với chiếc Active Flow Pro DN20 này, nó có giải lưu lượng là từ 22 đến 45 lít trên một phút, thì quý vị và các bạn phải cấp một dòng nước đi qua thiết bị này với lưu lượng nằm trong giải 22 đến 45 lít trên một phút thì sẽ đạt được hiệu quả sử dụng tối ưu nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, cùng với những sự phát triển vượt bậc của nền khoa học kỹ thuật hiện đại, Ita đã không ngừng nghiên cứu cải tiến sản phẩm để phát triển những dòng vang và thiết bị xử lý nước cứng để lắp đặt cho các resort, khách sạn, khu căn hộ cao cấp với chất lượng và độ bền bỉ tuyệt vời. Qua đó đã tạo nên những tiếng vang lớn trong giới công nghiệp hệ HVAC trên toàn thế giới. Pistech hân hạnh là đơn vị đại diện cho Ita Anh Quốc tại Việt Nam, trực tiếp nhập khẩu và phân phối các dòng vang nổi tiếng của hãng Ita Anh Quốc tới rộng khắp thị trường HVAC tại Việt Nam và một số nước trong khu vực. Hãy liên hệ ngay với Pistech để được nghe tư vấn cụ thể hơn về dòng sản phẩm bộ xử lý nước cứng Active Flow và những dòng van và thiết bị khác cho hệ HVAC của hãng Ita Anh Quốc. Quý vị và các bạn vui lòng truy cập vào website www.pistech.com.vn hoặc gửi thông tin đến địa chỉ email sales@pistech.com.vn. Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp đến đường dây nóng 0962 875 956 để nhận được những tư vấn chi tiết về sản phẩm với những dịch vụ ưu đãi nhất. Ngoài ra, quý vị và các bạn hãy like và share video này. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Pistech, đăng ký thông tin để không bỏ lỡ những video mới nhất của Pistech giới thiệu về những sản phẩm kỹ thuật mà công ty Pistech đang nhập khẩu và phân phối. Xin kính chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.